chào các bạn. Hôm nay mình có chuyến đi Đà Nẵng, đi Hội An, đi team building cùng với công ty. Sáng nay là mình ra sân bay Tân Sơn Nhất, và lúc này là khoảng hơn 8 giờ sáng. Chuyến bay của mình là khoảng 9 giờ xe bay. Cái khu vực này là nhà để xe của sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là để mọi người có thể bắt xe taxi, xe công nghệ, xe Grab hay là những cái ứng dụng khác có thể ra đây xếp hàng đón xe đi vào trung tâm thành phố hoặc đi những cái tỉnh khác. Sáng nay là Sài Gòn là trời sương mù. Đây là khu vực ga đi trong nước. Sáng nay mình bay Vietnam Airlines và đã làm check-in online trước rồi. Bây giờ vào qua khu vực kiểm tra an ninh thôi. Đây là cái quầy làm thủ tục gửi hành lý của Vietnam Airlines. Nếu mà ai gửi hành lý thì tới khu vực này. Còn mình sẽ đi lên khu vực này để kiểm tra an ninh. Đây là cái thang cuốn này sẽ lên khu vực kiểm tra an ninh. Rồi ra khu vực phòng chờ. Đây là khu vực kiểm tra an ninh những chuyến bay nội địa trong nước. Ok, mình sẽ tắt máy để làm thủ tục kiểm tra an ninh. Sau khi qua khu vực kiểm tra an ninh xong thì mình sẽ đi tới khu vực phòng chờ này và sẽ tìm thấy chuyến bay của mình ha. Các bảng này nó hơi khó nhìn, mình sẽ lại cái bảng bên này. Chuyến bay của mình là Đà Nẵng VN118 Vietnam Airlines, 9:35, cửa số 5, đi ra cửa số 5. Đây là cửa 4. Rồi, okay, tới đây rồi. Đây là khu vực sân đỏ của sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc này là khoảng 9 giờ kém buổi sáng và trời hôm nay thì sương mù khá là nhiều. Một số cái vị trí sân đỏ của máy bay Vietnam Airlines. Còn cái đường ống lòng đi ra sân bay luôn. Có một số cái vị trí thôi, còn một số vị trí thường là sẽ đi xe buýt ra đó. Đây là khu vực phòng chờ. Sáng nay thứ 6, ngày 6 tháng 12, 2024.
bây giờ mình xếp hàng để ra máy bay. Chuyến bay khởi hành là 9 giờ 35 phút. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng. May mà đi theo cái đường ống lòng này. Thì thời tiết ở Sài Gòn là sương mù và lạnh lắm. Đi buổi sáng sớm là giống như đi ở Đà Lạt. Nhiệt độ xuống đâu đó khoảng 25 hay 6 độ. Đi cống lòng này ra tầng cửa máy bay thì nó khỏe hơn là đi đường thì bằng cái xe buýt. Thì chỉ có một số hãng hàng không người ta có dịch vụ này và cũng tùy chuyến bay nữa, chứ không phải là tất cả các chuyến bay là có cái đường ống lòng này. Các thiết bị điện tử sắp tay phải được cất gọn thì máy bay bắt đầu di chuyển và khi đây là cái ghế ngồi của mình và sát cửa sổ ha. Ngồi để nhìn ra phía bên ngoài. Bây giờ máy bay lăn bánh chuẩn bị ra đường băng để cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trên máy bay thì người ta có cái màn hình LCD để hướng dẫn an toàn bay.
wait a second for the gun. Tuyệt đối không tự ý mở cửa máy bay. Hành khách sử dụng dây an toàn cho trẻ em. Vô lông để lại tại ghế ngồi. Mở cửa
tới bị súng máy bay rồi. Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Xuống máy bay sân bay quốc tế Đà Nẵng thì cũng được đi ra bằng cái ống lồng này. Đây là sân bay quốc tế Đà Nẵng. Hôm nay là 11 giờ trưa ngày thứ sáu. Đây là sảnh bên dưới của sân bay quốc tế Đà Nẵng. Mình đang chờ để lấy hành lý và lúc này sẽ đi ăn trưa rồi đi về chỗ resort ở phố cổ Hội An. Ok, mình sẽ quay những cái video khác để các bạn cùng xem. Đến đây mình xin kết thúc cái video hành trình từ sân bay quốc tế Thân Nhất tới sân bay Đà Nẵng sáng nay. Xin cảm ơn mọi người.